Hello, xin chào các bạn. Wow, các bạn ơi, hôm nay chúng ta có một chiếc xe máy xúc màu vàng đi xúc các xe ô tô này các bạn ơi. Wow, đây là một chiếc xe máy ủi nha. Chiếc xe máy ủi đổi màu của mình nè, nó đi xúc các xe ô tô luôn các bạn ơi. Đó, bây giờ hôm nay là mình sẽ làm video về thử thách sức mạnh nha. Để xem xe nào có sức mạnh nhiều nhất nha. Hôm nay mình có xe máy ủi nè và xe cứu hỏa và các xe hủy diệt nữa các bạn ơi. Đó, mình thấy xe máy ủi rất là mạnh luôn. Xe máy ủi có thể là ủi được các xe ô tô luôn, nhưng mà đây chỉ là game mô hình thôi nha, chứ ở ngoài mà ủi như vậy là cảnh sát sẽ tới bắt đó các bạn ơi. Ơi, xe máy ủi của chúng ta rất là khỏe luôn. Ôi, ủi rất là nhiều xe ô tô luôn. Ơi, wow, hai xe bị lật luôn rồi. Xe màu đỏ này có bị lật hay không, chúng ta chờ. Wow, xe màu đỏ không bị lật, tới xe màu trắng không bị lật luôn các bạn ơi. Nhưng mà nó ủi rất là khỏe nha. Ok, máy ủi là khỏe số 1 nha. Bây giờ tới số 2 là xe cứu hỏa, để xem vòi nước của xe cứu hỏa có mạnh không. Wow, vòi nước của xe cứu hỏa không thể nào mà làm đổ được cái xe ô tô tải vừa rồi nha. Bây giờ mình sẽ chạy lên đây để mình thử xem sức mạnh của xe cứu hỏa đối với các xe khác nha. Đó, mình thử phun nước xem nào, có xe nào không. Đấy, phun nước có xe này không. Wow, nước yếu quá các bạn ơi. Ô, tung vô xe cảnh sát rồi, xe cảnh sát đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Rồi ok, để mình thử sức mạnh với các xe này coi như thế nào nha. Bây giờ mình lùi lại nào. Đấy, bây giờ mình sẽ thử phun nước coi. Đấy, phun đi, phun đi. Wow, đó, phun cái xe kia lùi lại được rồi kìa. À, phun cái xe này coi. Wow, mình quay lại mình phun phun cảnh sát coi được không nha. Ôi, phun cảnh sát coi. Quay đầu lại, quay đầu lại. Đó, wow, xe, wow, phun được xe cảnh sát kìa các bạn ơi. Nhưng mà vòi nước này yếu quá, có lẽ là hết sắp hết nước rồi. À, có lẽ là mình chuẩn bị qua mình thử thách xe khác đi, chứ xe cứu hỏa hôm nay là không thành công rồi các bạn ơi. Xe cứu hỏa yếu hơn xe vừa rồi là xe máy ủi nha. À, cảnh sát, mình đã phun được một người bị té xuống rồi. Bây giờ mình sẽ thử thách xe này là xe ô tô mini, đây là xe bắn súng nha. Ê, mình thử bắn súng coi có bắn được cái xe nào bị lật không nha. À, bây giờ mình chạy lên đây coi có xe nào không để mình thử sức cái súng của mình nha. Rất là nhiều xe phía trước kìa các bạn ơi. Đó, các bạn thấy xe của mình chạy rất nhanh và có thể nhảy lên nè. Đó, thấy chưa? Đó, cái nòng súng của nó rất là dài luôn các bạn ơi. Rồi, mình bắn thử coi, bắn đi. Wow, bắn hụt rồi các bạn ơi, mình bắn hụt rồi. Bắn lại coi, bắn 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 bắn. Ui, hụt nữa rồi nè. Bây giờ mình vòng lại đây coi. Coi có xe nào không, mình bắn xe đó nha. Bắn nào, bắn nào. Ui, chạy mất tiêu rồi các bạn ơi, nó chạy mất tiêu rồi. Rồi, xe này rất là yếu. Bánh còn hụt mà còn chạy chậm nữa nè các bạn ơi. Thôi không sao, để mình cố gắng mình thử chạy lên đây xem sao. Ôi, nó xém nữa bị ô tô tung trúng rồi kìa. Ơi, bây giờ mình vòng xuống đây rồi. Bánh đi, bánh xe sau, bánh nào. Bánh hụt hết trơn rồi các bạn ơi. Và nó bị ô tô tung trúng rồi. Ôi, không được rồi, để thử một lần nữa coi. Ôi, bánh nó đi, xém nữa là bị ô tô tung trúng luôn rồi các bạn ơi. Xe này yếu quá các bạn ơi. Chắc có lẽ là mình phải đổi qua xe khác thôi, chứ cái xe này yếu lắm rồi. Để mình đây có một cây cầu các bạn ơi, mình thử leo lên cây cầu này coi có mạnh hơn không. Các bạn thấy không, ở trên cầu có một chiếc máy bay đang bay phía trên kìa. Đó, giờ tung vô đây coi, nhảy xuống luôn, bay lên. Wow, rất là mạnh các bạn ơi, không đến nỗi nào. Bây giờ mình thử chạy lên phía này coi có xe gì đẹp đẹp không. Bị quay một vòng luôn các bạn ơi. Đúng là xe này rất là yếu rồi, xe này còn yếu hơn xe cứu hỏa nữa rồi. Nên thôi bây giờ chắc có lẽ là mình thử xe này một lần nữa coi. Bắn coi. Bánh hụt hết rồi. Xe mô tô chạy ghê. Giờ phải đổ qua xe khác rồi, xe này yếu quá. Đây rồi các bạn ơi, đây là xe hủy diệt. Xe đua địa hình bánh xích hủy diệt nha. Chạy thôi các bạn ơi, chạy nhanh nào. Tung nào đó. Ok các bạn ơi, hôm nay xe của chúng ta thử sức mạnh rất là mạnh luôn. Mà nãy giờ mình chỉ có thấy là một xe máy xúc là mạnh nhất thôi, còn mấy xe này thì chưa biết nha. Xe này bị được cảnh sát đuổi theo các bạn ơi, xe này bị cảnh sát đuổi theo. Wow, chứng tỏ xe này cũng khá mạnh nên cảnh sát rất là sợ nè, nên phải đuổi theo. Bây giờ mình thử sức với cảnh sát luôn. Tung cảnh sát rồi, tung xe cảnh sát rồi, tung lên. Wow, xe này cũng có thể bay lên trời được luôn, là nhảy rất là cao nè. Ơi đó, thấy hay không các bạn. Rồi bây giờ lùi lại chút xíu rồi. Rồi tung lại, coi có bay lên được không. Ôi, vậy là xe này có vẻ yếu hơn xe máy xúc, máy ủi rồi các bạn ơi. Mình thấy nãy giờ là xe máy ủi mạnh nhất thôi. Bây giờ chạy thật nhanh rồi, tung thử một xe nữa coi. Tung nào, không được các bạn ơi, xe không lật được. Thua máy ủi rồi.
Bây giờ thử chạy lên đây coi. Tung nào. Ui. Nhảy lên hả? Nhưng mà xe này được cái là bay rất là cao. Nhảy rất là cao. Wow, và xe cảnh sát vẫn đuổi theo kìa các bạn ơi. Chạy thôi. Trời ơi, xe cảnh sát đuổi theo mất tiêu rồi. Bây giờ phải cố gắng chạy thôi các bạn ơi. Bây giờ thôi, mình phải chạy nha. Các bạn coi video và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Mộc Duy nha. Để xem mình có chạy thoát được không. Wow, hút một cái mà xe này cũng văng lên là cũng khá mạnh nè các bạn ơi. Các bạn nhớ đăng ký cho mình nha. Các bạn vào comment coi nếu xe mạnh nhất để lại comment cho mình nha. Để ngày mai mình làm video hay hơn cho bạn coi nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh nha. Các bạn xem tiếp.